Chào các bạn, hôm nay Phạm Thâu Vlog sẽ đọc tiểu sử của Thánh Vinh-nhân-tê lên ngày lễ kính Thánh Vinh-nhân-tê. Mời các bạn đón nghe. Sách kể chuyện ông Thánh Vinh-nhân-tê, dòng thứ nhất, ông Thánh Domingo, đoạn thứ nhất. Quê quán ông Thánh Vinh-nhân-tê Chiêm Bao Lạ, đặt tên cho người. Nhân đức người khi còn bé, người bắt đầu làm phép lạ. Ông Thánh Vinh-nhân-tê sinh ra ở thành Valencia trong nước Ifaño ngày 23 Onzinorio năm thứ 1346. Cha mẹ người tên là Guillermo và Constanza. Hai ông bà có nhiều của cải phú quý phần xác, mà phần linh hồn càng giàu có sang trọng hơn. Vì có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thương người ta lắm, cho nên hay lấy những của dư dật của nhà mà làm phúc cho kẻ khó khăn. Ông Guillermo và bà Cotasa sinh được 8 con, 3 con trai và 5 con gái, mà ông Thánh Vinh-nhân-tê là con trai thứ hai. Một đêm kia, ông Guillermo chiêm bao như mình đang ở trong nhà thờ ông Thánh Domingo, thành Valencia, mà nghe một thầy dòng giảng cách sốt sáng, rồi bất thình lình thấy thầy ấy quay mặt lại trông nom mình mà bảo rằng: "Hỡi ông Guillermo, hãy vui mừng, vì chẳng bao lâu nữa bạn ông sẽ sinh một con trai, mà con trai ấy sẽ nổi danh tiếng về các nhân đức và sự thông thái, và sẽ làm sáng danh Đức Chúa Trời trong cả nước Ipanho, nước Phú Lãng Sa và nước Italia bằng các thánh tông đồ Đức Chúa Giêsu xưa. Và lại con trai ấy sẽ khấn dòng các thầy giảng lời Đức Chúa Trời cũng như tôi đã khấn vậy." Bà Contasa cũng có chiêm bao khác như sau này. Nhiều khi bà ấy nghe như thấy tiếng lạ bởi lòng mình mà ra hình như tiếng chó cắn. Rồi chó ấy ra khỏi lòng mình mà chạy vào nhà thờ ông Thánh Domingo, thuộc về dòng các thầy giảng lời Đức Chúa Trời. Vậy bà ấy muốn cho khỏi sai nhầm thì đi bàn sự ấy với những đấng khôn ngoan thông thái, để các đấng ấy luận xét có phải là chiêm bao bởi Đức Chúa Trời hay là bởi trước ma quỷ mà chăng. Có một đấng thầy cả tên là Jacobe, sau đã làm đức Cardinale, yên ủi bà ấy rằng: "Con chó cắn bà đã chiêm bao là hình bóng một con trai bà sẽ sinh ra, mà Đức Chúa Trời đã định sai con trai ấy giảng lời Đức Chúa Trời cho mọi người thế gian được nhờ các ơn ích bởi nhờ con trai ấy giảng dạy dỗ cho." Và lại khi bà Cotasa mang thai các con khác thì người đau đớn khổ sở cách nọ cách kia. Chỉ có một khi mang thai ông Thánh này thì chẳng có nhọc nhằn mỏi mệt chút nào sốt. Những đềm lành ấy thì có nhiều người trong thành Valencia biết. Cho nên khi bà Cotasa sinh con đoạn mà đem đi chịu phép rửa tội, thì có đông người tuấn đến nhà thờ mà hỏi nhau, như xưa người ta hỏi nhau về ông Thánh Gioan Bautista mà rằng: "Con trẻ này là con trẻ lạ thế nào, vì thật tay Đức Chúa Trời đã thương đến nó." Vậy khi ấy anh em họ hàng ông Guillermo và bà Contasa ra như tranh nhau,
vì kẻ thì muốn đặt tên nọ cho con trẻ, kẻ khác lại muốn đặt tên kia cho xứng đáng hơn. Ai nấy cũng muốn đặt tên mình cho con trẻ. Bởi đấy thầy cả làm phép rửa tội, xử hòa mà đặt tên là Vincente, nghĩa là thắng trận. Đầu trước thì cha mẹ lấy làm lạ, vì trong họ nhà mình không có ai tên ấy sốt. Xong lâu lâu nghĩ lại liền suy phục, cùng tin thật bởi Đức Chúa Trời đã khiến cho thầy cả đặt làm vậy và hợp một ý cùng người. Cho nên trong ngày ấy mọi người vui mừng lắm. Bà Cotasa đã mang thai con trẻ này cách êm ái dịu dàng, đến khi sinh đoạn cũng chẳng phải khó nhọc vất vả mà nuôi nấng, coi sóc cùng gìn giữ người như các con khác, vì người có tính hiền lành, chẳng hay dãy động, cùng chẳng hay khóc hay là đòi bú như các trẻ khác. Mẹ bế hay là đặt con nơi nào thì con cứ ở lặng như thiên thần vậy. Lại thường người hay cười và mở mắt to như trông xem người ta, cho nên ai ai cũng tra nhìn xem mặt mũi người. Khi người lên 6 tuổi thì đã thuộc kinh và bắt đầu học hành. Đến độ 10 tuổi thì trong thành Valencia chẳng có kẻ nào thông chữ nghĩa bằng người. Họa huần người mới đi chơi với các trẻ, mà chơi đoạn người hội các trẻ chúng bạn lại, rồi lên nơi cao mà giảng các điều người đã nghe thầy cả giảng trong nhà thờ. Cũng có lần người bắt đầu giảng rằng: hỡi các anh em, hãy coi ý thức mà nghe tôi, rồi anh em hãy xét xem sau này tôi có làm thầy giảng danh tiếng được chăng. Đoạn người làm dấu mà giảng cách khôn khéo, là sự hiếm có về một con trẻ ít tuổi dường ấy. Thật là ơn riêng Đức Chúa Trời đã ban cho người sớm sủa. Để mà làm chứng người là kẻ Đức Chúa Trời đã chọn làm quan sứ khám giám hòa Đức Chúa Giêsu với người ta ở khắp mọi nơi thế gian. Trong kỳ 12 tuổi thì ông thánh này đã nhiễm mọi việc lành phúc đức như kẻ già lão tuổi khác vậy, vì người quen ăn chay một tuần lễ 2 ngày, là ngày thứ tư và ngày thứ sáu. Người năng đọc kinh, nguyện ngắm liên, cùng năng xưng tội, chịu lễ. Người mến sự nghe giảng giải, nhất là thích nghe giảng về Đức Bà, cùng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Ngày nào người cũng khóc lóc, chảy nước mắt ra và suy nghĩ, ngắm hay là xem sách nói về những sự đau đớn khốn cực Đức Chúa Giêsu đã chịu vì lòng thương loài người ta. Người có lòng thương xót kẻ khó khăn, nhất là những thầy dòng giữ việc đi ăn mày cách riêng. Cho nên khi có thầy dòng nào đến gõ cửa nhà cha mẹ người, thì người rước vào trong nhà mà bố thí cho vừa sức mình. Ông Guglielmo lấy sự ấy làm vui mừng, cùng dục dã con hãy vững lòng thương yêu kẻ khó và cho được giúp người về việc ấy, thì đã để mặc ý người một phần của cải cha mẹ, mà phần của ấy thì nhiều, vì hai ông bà ấy giàu có lắm. Xong ra ông thánh Vincente chỉ bố thí trong vòng 4 ngày thì đã hết phần của ấy. Vậy như sự ông thánh Vincente hội các trẻ mà giảng cho chúng
nó và làm dấu chứng Đức Chúa Trời đã chọn người ngày sau làm tông đồ Đức Chúa Giêsu thể nào. Thì sự người bắt đầu làm phép lạ và nói tiên tri từ khi còn ít tuổi cũng là dấu làm chứng ngày sau. Người sẽ làm nhiều phép lạ sinh ơn ích cho người ta cũng như thể ấy nữa. Có một ngày kia, người vào chơi trong vườn cảnh ở sân nhà cha mẹ mà thấy đầy tớ toan chặt một cây, thì người liền chạy đến mà bảo nó rằng: chớ chặt cây này, vì ngày sau khi tôi chết đoạn mà tòa thánh đã phong chức thánh cho tôi rồi, thì người ta sẽ lấy nó mà làm tượng kính tôi. Khi ấy đầy tớ chẳng tin, song le cũng không chém cây ấy, mà về sau đã xảy ra như lời người nói. Trong các trẻ ở trong thành Valencia bạn hữu với người, có một trẻ kia cũng tên là Vincente. Nó mê chơi cùng lười học, mà ngày nào người cũng rủ đi. Trẻ ấy đến tràng học, chẳng may có một lần người đến gọi trẻ ấy đi học, thì mẹ nó giả nhời rằng: hỡi con thương hại, hôm nay con tôi không đi học với con được, vì đêm vừa rồi nó phải cơn gì lạ mà chết. Con hãy vào nhà đến gần giường mà xem nó đã chết thật. Mẹ con trẻ ấy vừa nói vừa khóc, toan dẫn Vincente đến gần giường. Song người yên ủi rằng: hỡi bà, xin bà đừng khóc lóc, vì con bà không chết, nó chỉ ngủ vì lười làm biếng, không chịu đi học mà thôi. Đoạn người đến nơi con trẻ đang nằm chết, cầm lấy tay nó mà bảo rằng: em hãy trỗi dậy mà đi học với anh, vì đã quá giờ rồi. Trẻ chết ấy vừa nghe tiếng Vincente gọi, liền trỗi dậy mà theo người đến nhà tràng. Lần khác, các trẻ hàng xóm trong thành ra ngoài thành mà làm một trò chơi bậy bạ như sau này. Vậy khi các trẻ đã đến đông, chỉ còn thiếu Vincente và mấy bạn hữu riêng người, thì các đứa trẻ đến trước bàn với nhau bắt một đứa nằm giả vờ như chết, để khi Vincente đến thì xin người chữa cho, có ý nhạo cười người. Vậy khi chúng nó đã đồng tình với nhau như vậy mà thấy người đến, thì một đứa nằm xuống đất như chết, còn những đứa kia thì tri hô làng nước, tỏ ra dấu đau đớn thảm thương lắm. Vincente thấy làm vậy thì vội vàng chạy đến xem công việc làm sao, cùng yên ủi chúng nó vừa sức mình. Bấy giờ chúng nó đứng chung quanh mà kêu van xin người thương làm phép lạ chữa cho nó sống lại. Khi người thấy các trẻ kêu van làm vậy, thì đầu trước người giật mình, rồi cầm trí lại bằng phẳng như kẻ có tuổi, mà dở mặt trông nom các trẻ đang kêu van, tỏ ra mặt nghiêm trang chỉ vào trẻ đang nằm đấy mà bảo những đứa kia rằng nó đã chết giả, song nó nhầm vì nó đã chết thật. Tức thì các trẻ kia bật cười lên, cùng nhạo báng sỉ vả Vincente nhiều điều nặng. Lại có kẻ kéo chân cầm tay mà bảo nó trỗi dậy, song le vô ích vì nó không còn nghe, không xem, không động nữa. Mặt mũi thì tái mét, con mắt thì ngay đờ ra,
vì đã chết thật, cho nên chúng nó dở sự nhạo cười ra sự sợ hãi kêu khóc, thay sự sỉ vả ra lòng kính sợ vinh danh đê mà xin tha sự lỗi ấy, cùng thật lòng xin người chữa cho kẻ đã chết ấy được sống lại, thì người nghe lời chúng nó mà làm cho trẻ ấy sống lại ngay. Vậy cho được hằng nhớ tích ấy thì người ta đã đặt một câu rút bằng đá ở nơi đã xảy ra phép lạ làm vậy. Câu rút này ấy rầy hãy còn, và lại ở thành Valencia người ta cũng giữ một bức tranh đã chạm vào gạch hoa đẹp để kể sự tích sau này. Có một lần Vincente đang chơi trên miệng giếng nhà cha mẹ người mà rơi một cái miệng của người xuống dưới giếng ấy, thì người cứ bằng phẳng như vô sự, đoạn quỳ xuống trên đá xây nơi lợi giếng mà làm dấu câu rút. Tức thì nước giếng nổi lên đùn cái mệt ấy đến tận nơi cho người cầm lấy, đoạn nước lại giật xuống như khi trước, còn miệt đã rơi xuống dưới nước khi người cầm lấy thì khô ráo chẳng ướt át chút nào. Sau nữa, năm 1461 là 42 năm sau khi ông Thánh Vincente qua đời, thì người ta đặt một tượng người ở góc tường nhà người đã sinh ra, cho được nhắc lại phép lạ người đã làm khi còn trẻ như sau này. Ở thành Valencia có một người tên là Miguel sinh được một con trai tên là Antong. Khi trẻ trai ấy lên 5 tuổi, phải bệnh phát nhiều ung cái nơi cổ nó. Ông Miguel biết Vincente đã làm nhiều phép lạ thì rước người đến nhà mình cùng xin người đã đến ung cái con mình, vì ông ấy tin con mình sẽ đã ngay. Vậy Vincente nghe lời ông ấy xin mà đã đến cùng liếm ung cái ấy, thì con trẻ liền được đã tức thì. Từ bấy giờ cha mẹ các trẻ hàng xóm láng giềng về phố Vincente ở hay bắt con cái mình, nhất là các trẻ có bệnh nặng đến để Vincente chữa bệnh và dạy kinh cho. Sự ấy người lấy làm vui vẻ lắm, cho nên hay chịu khó khuyên giục các trẻ siêng năng tập tành đi đàng nhân đức mà thờ phượng Đức Chúa Trời cho dọn từ khi còn bé. Đấng dọn sách truyện ông Thánh Vincente đã kể phép lạ thì thêm rằng, nếu cả mọi nơi ông Thánh Vincente đã làm phép lạ đều có tang tích thể ấy, thì cả và phương Tây nên như một tranh vẽ làm nổi danh giá thánh hiệu người. Nói tắt, khi người mới lên độ 9 tuổi đã làm nhiều phép lạ dường ấy, cho nên người ta quen gọi người là kỳ đồng hay là thánh trẻ. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.